tiếng hát buồn làm sao. Đàn bu ram thần thờ ngồi u tư dưới trăng lạnh mờ, khóe mắt xanh long lanh ngồi than gian dưới cây cò dài. Có người nào đâu hiểu lòng nàng không, dưới trái tim đầu tiên đã cho đem dâng cho một người, những người dân vô cùng cái người múa ca bên bếp lửa. Sao cô ngồi đây bên con suối nhỏ hát bài ca buồn như con chim nhỏ ở xa rừng. Oh, fine.
Hồng Sa sẽ sống ca cùng Minh Dương bài Bánh Bông Lan. Bông lan cánh trắng nhụy vàng, quá thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Ghe đò lục tình thênh thang, quen hơi bén phiên qua giang tình về, qua giang tình về. Bánh bông lan cách vàng nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hãy nhắn lâu đó thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt đây tôi về ở luôn nơi này. Tối nay mà tôi ở vậy mình, à tôi biết
chuyện rồi. Chắc tại anh ba lọc lửa ghen tròn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không? Cô ơi, tôi có lọc lửa tròn mà tôi xuống cái quê quê nội của tôi đây là tại vì nhớ gì anh ba, nhớ gì nhớ. Cảm ơn.